Chào các bạn, hôm nay Watch Inside sẽ cùng các bạn tìm hiểu cách sử dụng chiếc đồng hồ Wenger của Thụy Sĩ. Chúng ta đang có một cái hộp. Và trong này chứa một chiếc đồng hồ Wenger có 6 kim. Tức là có thêm chức năng bấm giờ đấy ạ. Thường thì đóng hộp sẽ đi kèm cả sách hướng dẫn sử dụng. Đây là sách hướng dẫn sử dụng cho chiếc đồng hồ này. Phiếu bảo hành. Ở đây thì có ghi cái thời điểm mua là năm 2008 và bảo hành là 12 tháng. Đây là đồng hồ quân đội Thụy Sĩ Wenger. Cái này có rất nhiều phiên bản và phiên bản này là phiên bản chạy pin. Rất là đồng hồ điện tử đấy ạ. Bạn nhìn thấy nó ghi là Swiss Made, được sản xuất tại Thụy Sĩ. Để xem phiên bản thì chúng ta sẽ xem ở dưới mặt sau của đồng hồ. Và đây là phiên bản 7082X có mặt kính sapphire chống xước, sản xuất tại Thụy Sĩ và có khả năng chống nước là 100m. Các bạn nhìn thấy cái biểu tượng này chính là của Victor rất nổi tiếng của Thụy Sĩ. Kích thước của cái đồng hồ này phù hợp cho các bạn nam vì nó khá là to và có 6 kim với một lịch, đây là lịch ngày nhé. Ở phần dưới cùng này là kim rốn là chạy dây. Đây là kim giờ, kim phút, kim dây này để thực hiện chức năng bấm giờ. Còn đây là phần trăm dây này. Còn đây là cái phút của bấm giờ. Mặt bên phải nó có 3 nút. Nút này là nút chỉnh, đây là nút bấm Start Stop khi bấm giờ Và đây là nút Reset Mặt bên trái thì không có nút gì cả Dây cũng được thiết kế rất là chắc chắn Chúng ta thấy có khóa kép này Đây là khóa này Dây này có thể mở rộng hơn nữa Khóa này xong chúng ta lại có một cái khóa gập này Nên gần như là các bạn sẽ không tuột được ra Toàn bộ là vỏ kim loại Rất là chắc chắn Về kích thước chúng ta có Size của đồng hồ là size 42 Cả núm thì có thể lên tới là 45,6 Chiều cao của đồng hồ là 49 Còn size của dây là size 20 Chiều dày của đồng hồ là 13,8 mm Cách sử dụng cái đồng hồ này cũng khá là đơn giản Để chỉnh đồng hồ ấy thì chúng ta sẽ kéo núm này lên hai lần và khi vặn thì nó sẽ điều chỉnh cái kim giờ và kim phút vì có lịch nên chúng ta sẽ phải điều chỉnh đúng cái giờ để nó chuyển lịch nhé thường chuyển lịch sẽ là về đêm ví dụ đây tôi xoay này thì đến cái thời điểm này nó sẽ chuyển lịch và chúng ta biết là đây là nửa đêm này và từ đó thì sẽ chỉnh được giờ ví dụ bây giờ là tám giờ 15 phút sáng thì bạn sẽ chỉnh đến tám giờ mười phút sáng xong và ấn xuống để kết thúc việc chỉnh còn muốn chỉnh lịch thì chúng ta sẽ kéo lên một nấc thôi và xoay để chỉnh lịch. Ví dụ hôm nay là ngày 15 thì bạn sẽ xoay đến là 15 và ấn xuống thì kết thúc việc chỉnh lịch. Đây là đồng hồ đang chạy rồi và đồng hồ này sẽ chạy kim dây là kim rốn ở dưới này. Còn đây là kim giờ, kim phút. Kim đỏ này là kim dây nhưng mà nó chỉ là dây khi bấm giờ thôi. Và để thực hiện chức năng bấm giờ thì chúng ta sẽ bấm cái nút ở trên này để start là bắt đầu bấm giờ này và lúc này chúng ta sẽ thấy cái kim dây nó chạy và các bạn muốn dừng lại thì các bạn sẽ bấm lại cái nút start stop này khi đó thì cái kim này này nó sẽ chỉ phần trăm giây chúng ta bấm đây đấy thì đây là được là gì ạ chỉ đây là 16 giây này và đây là 30 16 giây 30 còn bên này sẽ chỉ là kim gì ạ? kim phút còn dưới đây vẫn là kim đồng hồ chạy thôi Muốn chạy tiếp ta lại bấm nút Start đây Là nó lại đếm tiếp Và dừng lại thì lại bấm Start Stop Lúc này thì là 80% giây Và muốn reset thì các bạn sẽ bấm vào nút dưới cùng Các kim sẽ trở về vị trí ban đầu Đấy là chức năng bấm giờ Ở trạng thái bình thường thì các cái kim bấm giờ này nó sẽ chỉ ở vị trí không nhưng đồng hồ của một số bạn thì lại không chỉ về không thì hôm nay nhân tiện đây tôi cũng sẽ hướng dẫn các bạn cách chỉnh các cái kim này về vị trí chỉ về không ban đầu. Ví dụ tôi sẽ làm cái kim này bị lệch đi chẳng hạn. Tôi sẽ kéo cái này lên hai lần. Và tôi sẽ chỉnh lệch đi này. Đây là lệch kim phút này. Đúng không? Rồi lệch luôn cả kim dây này. Rồi lệch luôn cả kim phần trăm dây. Ok. Đây bị lệch đây. Và tôi sẽ sử dụng nút bấm giờ này. Bấm giờ thì vẫn chạy như bình thường thôi. Tuy nhiên khi mà các bạn reset thì kim nó không trở lại vị trí không cả ba kim này. Và để chỉnh lại vị trí ban đầu bằng không ấy thì tôi sẽ làm như sau. Các bạn sẽ kéo cái núm chỉnh này ra lớp ngoài cùng, là lớp thứ hai ấy. Khi này thì chúng ta sẽ bấm nút trên này để điều chỉnh cái vị trí của kim phút đây, các bạn thấy mỗi lần bấm ấy, thì nó sẽ nhảy và các bạn sẽ điều chỉnh về vị trí không phút là chính xác đây thế còn trường hợp muốn điều chỉnh cái kim phần trăm giây và kim giây thì làm thế nào thì các bạn sẽ để ở nước thứ nhất từ nước giữa đấy giống như cái nước chúng ta chỉnh lịch ấy thì lúc này bấm nút trên này là chúng ta sẽ chỉnh cái gì ạ? phần trăm giây cho nó về không xong còn nút dưới này sẽ chỉnh kim dây về điện về không như vậy là tôi đã chỉnh xong ba kim về không rồi và ấn cái nút chỉnh này xuống vị trí ban đầu là đồng hồ sẽ hoạt động bình thường và bây giờ tôi sẽ thử lại cái tính năng bấm giờ ok bấm start này stop này sau đó reset tất cả đã về không việc căn chỉnh đã hoàn thành cách sử dụng cũng rất là đơn giản và tiếp theo thì chúng ta sẽ tìm hiểu cấu tạo bên trong của chiếc đồng hồ này tôi sẽ tháo nó ra để tháo thì tôi sẽ tháo cái dây này trước cho nó đỡ vướng cái nắp đồng hồ này là nắp dạng vặn nên chúng ta sẽ cần phải có cái vam để các bạn vặn đồng hồ ra quá sẽ giữ cái mặt đồng hồ nhớ là đừng chạm vào dây nhé sau đó dùng vam vặn ra đó. các bạn vặn phải giữ chắc tay nhé nếu không nó sẽ bị trượt và khi mà các bạn vặn nhẹ rồi ấy, thì bạn có thể lấy tay vặn ra được đây và chúng ta nhìn thấy bên trong nó còn một cái vỏ bằng nhựa bảo vệ các bạn sẽ tách cái vỏ này ra được cái cá này và toàn bộ máy bên trong thì cũng được bao bọc bởi một lớp kim loại thành ra chúng ta không nhìn thấy gì bên trong cả trên cái nắp kim loại này thì chúng ta nhìn thấy có ký hiệu đây là Swiss là Thụy Sĩ rồi và máy đây là máy V8 còn cái mã nữa G10211 bên này ghi là có 4 Jewel, 4 chân kính đó. Còn viên pin, chúng ta nhìn thấy nó ghi viên pin này sử dụng pin 1,55V Và có đường kính là khoảng 9,5 này Chiều dày là khoảng 3,6mm Và đây sử dụng viên pin Renata của Thụy Sĩ Pin có mã là 394 Hay là SR936 Để thay pin ấy, thì các bạn chỉ việc gậy viên pin này ra thôi Bằng cách là đẩy cái cá ra Và lắp viên pin mới vào Vậy là xong Sau đó thì chúng ta sẽ lắp trở lại cái phần nhựa bảo vệ thì các bạn gắn đúng vào cái vị trí mà chúng ta đã tháo ra nhé có cá đấy rồi ấn xuống xong tiếp theo là chúng ta sẽ vặn cái nắp lưng các bạn sẽ dùng tay vặn ở trước các bạn quan sát cái gioăng cao su này phải khớp nhé chúng ta không cẩn thận thì nước nó sẽ vào nó sẽ dùng chúng ta sẽ dùng tay để vặn vào trước để nó vào đúng ren khi mà đã chặt tay rồi thì các bạn sẽ dùng vam để vận chặt hiệu quả nhất là các bạn nên có cái giá giữ chứ dùng tay này là nhiều khi sẽ bị trượt và làm hỏng dây ok và tôi lắp trở lại cái dây ok các kiểm tra xem đồng hồ có chạy bình thường không nhé như vậy chúng ta vừa tìm hiểu cách sử dụng chiếc đồng hồ Wanger cũng như là cách thay pin và cấu tạo bên trong hy vọng video này sẽ hữu ích với các bạn Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.